anh em nhé. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái đường Tuệ Tĩnh. Đường này là nối từ bệnh viện Cửa Đông anh em này. Bệnh Cửa Đông đây, bên cạnh bệnh viện Cửa Đông là chợ Trung. Đến đầu đường của đường Văn Lĩnh. Đoạn này là đoạn gọi là nắp đỏ nhất của đường Tuệ Tĩnh anh em. Thì đó là có mặt chợ Trung. Đường này thì cũng là thuộc diện con đường lâu đời ở thành phố Vinh, tức là gọi là một trục chính ngày xưa của thành phố Vinh. Ngày xưa mình đi học còn đi đường này anh em, thì hồi đó chứ còn đường 32. Đến đấy là đến ngã tư cầu Đông Y anh em này. Cầu này gọi là cầu Đông Y, tức là quá cầu huyện là bệnh viện Đông Y. Bệnh viện Đông Y đây anh em nhé. Bệnh viện Đông Y nằm trên đường Tuệ Tĩnh luôn, đường 2 tập. Đường này thì nó lớn lắm nhưng mà hạ tầng khá là tốt đấy. Thì ngày xưa là anh em biết là tỉnh ủy cũ nó nằm trong đây, nhưng đường này chỉ là đường vào tỉnh ủy cũ đấy. Tỉnh ủy cũ nó thành đường đoàn, nó thành những cái đường như quân sự đấy. Ngày xưa thì nó rảnh nhưng bây giờ giờ cao điểm cái đường này cũng đông lắm. Mà nếu anh em mà theo dõi các cái clip của mình ấy về đường xã ở Vinh, anh em thấy là ở Vinh nó có một cái đặc điểm đáng tương đối tốt, đó là đường nào cây cối rất là nhiều. Ngày xưa mà khi nó đang dân cư nó chưa đông ấy, thì đường này có thể chạy bộ hay đạp xe đạp ấy, có cả cái giờ của buổi chiều hoặc là đầu buổi sáng được tốt. Nhưng mà bây giờ mật độ tương đối đông này, thì xe tình vị cũ nó nằm đây anh em đấy, tình vị cũ đấy. Đến đây đến ngã tư này là hết đấy nhé này, qua bên tây ngã tư là đường Trương Văn Lĩnh anh em nhé.